Hello anh em. Hôm nay bên showroom mình mới mua được một con R15M cũ này. Trên thị trường thì nó thiệt là đi ngoài đường giờ cũng đã ít rồi, mà thời điểm này mà mua được một con R15M cũ thì cực kỳ hiếm nhá. Đó. Bán đầy đủ anh em ha, ABS 2 kênh. Xe này thì thôi hết lực chấm rồi. Yamaha ra con xe này đúng là không có đối thủ. Mỗi tội giá hơi tệ anh em ạ. Xe thì được trang bị ABS và quick ship nha. Đây, màu trắng, đỏ, màu trắng thì hiện tại trên R15 từ trước đến nay là chưa có con nào màu trắng. Bây giờ cuối cùng mới ra màu trắng bản kỷ niệm. Ô đô đây, 82 km nha anh em. Con xe này thì khỏi nói rồi. Trang bị đây, quick ship. Con này thì quick ship mình cũng đã chạy rồi nha, rất là mượt. Bao anh em luôn, không thua gì các loại xe Đức luôn. Quả quick ship này nha. Một chiều nha anh em, không có hai chiều đâu. Đây là dàn đầu của nó nè. Nhìn rất là giống mấy con R7 với R1 nha. Mỗi tội là 150 thôi. Máy thì vẫn như mẫu cũ giờ 15 V3 thôi, không có gì khác cả. Thay đổi một chút option và kiểu dáng nha. Xe mới mua được có 1-2 hôm mà chưa ra biển nữa. Nên là con này về mình mua chắc là mình ra tên mình luôn á. Mình ra biển Bình Dương nha anh em. Nói chung là hai chìa còn đầy đủ hết cho anh em. Siêu còn chưa bóc luôn nè. À, túi bóng này. Xe mới thì mấy bữa nay là 87 triệu, chưa có giấy tờ nha. Nay mình để cho anh em 82 triệu 500 ngàn. Anh em nào có nhu cầu mua dòng R15 mà lướt thì cứ alo qua số điện thoại 0974847553 cho mình nhé. Thì địa chỉ cửa hàng mình đây, 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Nghiệp, Dĩ An, Bình Dương. Đó, hôm nay thì về rất nhiều xe, nhưng mà cái con R15M này nó đang hot nên là mình sẽ cho nó riêng một cái clip nha. Ok. Đang hot thì anh em cứ nhanh tay gọi nha. Để lâu thì sợ bay mất rồi á. Đó. Quá đẹp luôn. Rồi ok. Hẹn anh em clip sau.